quốc súng là một trong tứ đại phát minh được Trung Quốc sử dụng cho nhiều loại vũ khí khác nhau. Nhưng cái tên đưa súng lên một tầm cao mới để trở thành thứ vũ khí thần kỳ đệ nhất thiên hạ lại không phải là người Trung Hoa, mà là một người Việt Nam tên là Hồ Nguyên Chừng. Hồ Nguyên Chừng, còn gọi là Lê Chừng khi ông sống ở Trung Quốc, là con trai cả của vua Hồ Quý Ly và từng giữ chức tả tướng quốc dưới triều nhà Hồ. Nhắc đến ông là nhắc đến một công trình sứ lỗi lạc, một thiên tài quân sự kiệt xuất và một nhà văn lưu vong luôn hướng về cố quốc phương Nam. Khó có thể miêu tả cho thấu đáo về Hồ Nguyên Chừng chỉ với vài dòng ngắn ngủi. Này đây thành Tây Đô, thành lũy bằng đá độc đáo và đồ sộ từng được ông chỉ huy xây dựng. Này đây cổ lâu thuyền, loại thuyền chiến lớn có 2 tầng do ông chế tạo để nghênh chiến với quân giặc xâm lăng. Này đây phòng tuyến chống giặc dài 400 km, từ yếu huyệt Đa Bang, Ba Vì, tới sông Đà, sông Hồng, đến sông Ninh, sông Luộc, cho đến sông Thái Bình và rồi kết thúc ở Bình Than. Và này đây những dây xích lớn trăng qua nhiều khúc sông hiểm trở để mai phục quân địch, khiến cho thủy binh ngoại bang phải nhiều phen khiếp đảm. Đó chỉ là một vài ví dụ cho thấy tài năng lỗi lạc của vị tướng Lê Chừng. Và tất nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả. Trong bộ Bách Khoa Vân Đài Loại Ngữ, Lê Quý Đôn từng nhắc đến một tình tiết rằng quân Minh khi làm lễ tế súng đều phải tế Chừng. Chi tiết này cũng được nhà sử học Trương Tú Dân khẳng định khi ông nghiên cứu các sách sử đời Minh. Vậy, tại sao nhà Minh của Trung Quốc hùng mạnh khi đó lại phải làm lễ tế Lê Chừng, một người An Nam? Hồ Nguyên Chừng và thần cơ thương pháo. Trước hết, phải nói rằng thành tựu lớn nhất và được người đời nhắc đến nhiều nhất của Hồ Nguyên Chừng chính là súng thần cơ, còn được biết đến là thần cơ thương pháo. Súng thần công được trưng bày tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Hà Nội, ảnh đăng lại từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, archive.gov.vn. Súng thần cơ được trưng bày tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Hà Nội, ảnh đăng lại từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, archive.gov.vn. Ngay từ khi còn là vị tướng dưới triều nhà Hồ vào đầu thế kỷ 15, phải đối mặt với hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc, Hồ Nguyên Chừng đã gấp rút tổ chức các xưởng đúc súng lớn. Đúc kết từ những kinh nghiệm cổ truyền, bằng một trí tuệ phi thường, ông đã nghiên cứu, cải tiến và rồi chế tạo ra nhiều loại súng có sức công phá sấm sét, trong đó nổi bật nhất chính là thần cơ thương pháo. Mặc dù Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không ghi chép nhiều về súng thần cơ của Hồ Nguyên Chừng, nhưng phát minh kiệt xuất này đều được các sách sử thời Minh ca ngợi là súng thần, pháo thần và tôn vinh đó là thứ vũ khí nhất thiên hạ mà Trung Quốc xưa nay chưa từng có. Ảnh trái, ngự lâm quân của nhà Minh với những khẩu súng Hỏa Mai từ khoảng thế kỷ 14, ảnh phải, súng nhà Minh vào thế kỷ 14, trước thời Hồ Nguyên Chừng. Khi đó, súng bắn là hỗn hợp lửa và than củi cháy dở, ảnh, Wikipedia, ảnh trái. Ngự lâm quân của nhà Minh với những khẩu súng Hỏa Mai từ khoảng thế kỷ 14, ảnh phải, một loại súng của nhà Minh vào thế kỷ 14, trước thời Hồ Nguyên Chừng. Khi đó, súng bắn là hỗn hợp lửa và than củi cháy dở. Có thể nói, súng thần cơ của Hồ Nguyên Chừng là vượt trội hơn hẳn so với các loại hỏa khí của nhà Minh khi đó. Trong giới hạn bài viết này, xin phép không đi sâu mô tả và so sánh từng loại vũ khí trước thời Hồ Nguyên Chừng, mà chỉ tập trung vào súng thần cơ, vốn là phát minh vĩ đại mà tướng Chừng để lại cho hậu thế tới ngày hôm nay. Sau thất bại của cuộc chiến Minh, Đại Ngu 1406-1407, nước Việt bị nhà Minh cai trị. Cả Hồ Nguyên Chừng cùng cha là Hồ Quý Ly và em trai là vua Hồ Hán Thương, cũng như rất nhiều nhân tài đất Việt khác, đều bị bắt đưa về Kim Lăng, Nam Kinh, Trung Quốc. Quân Minh thu được nhiều súng thần cơ, thứ vũ khí ưu việt hơn hẳn súng nhà Minh, khiến quân lính phải nhiều phen kinh hoàng, khiếp đảm, lại bắt được cả nhà sáng chế, bèn tìm cách buộc Hồ Nguyên Chừng phải phục vụ triều đình trong việc chế tạo loại súng này. Quân Minh khi làm lễ tế súng đều phải tế Chừng, lịch sử nhà Minh đã ghi lại nhiều cuộc thử nghiệm của Hồ Nguyên Chừng về các loại súng đạn. Công lao lớn nhất của ông là biến súng trở thành thứ vũ khí có sức công phá mạnh, trở thành quả đấm công thành, lại dễ di chuyển và dễ dàng sử dụng. Ban đầu ông chỉ huy việc chế tạo và đúc súng mới, sau đó các công nghệ chế tác của ông được nhà Minh tập hợp thành binh thư thần cơ thương pháo Pháp, coi đó như một tác phẩm kinh điển về súng. Sách Việt Kiệu Thư của Lý Văn Phượng đời Minh viết, súng thần cơ có được gần đây, dùng sắt làm tên, bắn đi bằng lửa, đi xa ngoài trăm bước, nhanh chóng kỳ diệu, như thần, nghe thấy tiếng là lửa đã đến. Thời Vĩnh Lạc 1403-1424, khi bình giao chỉ, thứ mà người giao chỉ chế tạo càng tinh xảo, giao chỉ là tên gọi mà người Trung Quốc dùng để chỉ nước Việt ta ngày xưa. Người giao chỉ cũng được gọi là người An Nam, súng thần cơ của Lê Chừng nhanh chóng trở thành vũ khí chiến lược, giúp nhà Minh bảo vệ bờ cõi. Trấn Trạch Ký Văn của Vương Ngao ghi chép rằng,
khi thành tổ thân chinh Bắc Bắc, chỉ Mông Cổ, dùng súng thần An Nam, vừa bắt được, kẻ địch một người tiến lên, lại hai người nữa chết theo, đều trúng súng, đạn, mà chết. Còn theo Minh Hiến Tông Thực Lục thì đánh thắng địch là dựa vào súng thần, phép lấy được thời Vĩnh Lạc, Tuyên Đức 1426-1435, thứ mà kẻ địch sợ nhất. Việt Quốc Đại Vương Cố Thẩm Đức Phủ cũng từng viết rằng, triều ta dùng hỏa khí chống địch là loại chiến cụ hàng đầu xưa nay, mà sự nhẹ nhàng thần diệu của nó thực là mới lấy được khi Văn Hoàng Đế Bình giao chỉ, tức dùng Lê Trừng, con vua nước Việt, tướng quốc Ngụy làm quan bộ công chuyên trách đôn đốc chế tạo, truyền hết tài năng. Dù phát minh từ thế kỷ 15, nhưng các loại vũ khí của tướng Trừng vẫn được trọng dụng mãi cho đến nhiều thế kỷ sau đó. Đời Thiên Khải 1621-1627, trận đồ kỷ yếu do Tào Phi vẽ đã ca ngợi như sau. Đây là thứ lấy được khi Bình An Nam, dưới tiễn có nảy gỗ, và đặt các thứ đạn chỉ, chỗ kỳ diệu là dùng gỗ thiết mộc, nặng mà mạnh, một phát đi xa 300 bước. Nhờ những đóng góp đó mà sau khi qua đời, Hồ Nguyên Trừng được triều đình nhà Minh tôn vinh là thần hỏa khí, coi trọng ông như một trong những sứ giả thánh thần của binh pháp. Sau này, trong các ngày lễ tế hoặc trước khi bán Đại Bác, quân Minh đều phải cúng tế thần công, và sau nghi thức ấy là lễ tế sứ giả của thần thánh, tức chính là lễ tế Hồ Nguyên Trừng. Nếu xét rằng súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng ra đời giữa lúc thế giới vẫn còn thai nghén về súng Đại Bác thì đây quả thật là một sáng chế vĩ đại. Tuy nhiên, có thể có người cho rằng phục vụ ngoại bang là một việc làm đáng hổ thẹn, từ đó mà chê trách Lê Trừng. Cũng có người ngẫm nghĩ đến cái phận xa xứ và áp lực phải bảo vệ cha và em trai đang nằm trong tay vua Minh, mà thấy cảm thương cho một tài năng đánh bất lực. Lại cũng có người tìm đến tác phẩm Nam Ông Mộng Lục của Hồ Nguyên Trừng mà tin tưởng vào lòng yêu nước và hướng về cội nguồn của một vị quan bất đắc dĩ dưới triều nhà Minh. Dẫu sao, lịch sử vẫn là lịch sử, chúng ta tôn trọng quá khứ, tôn trọng những gì đã qua với một cái nhìn khách quan, không phán xét. Cũng giống như sân khấu có vai chính thì cũng có vai phụ, thời thế có lúc thuận thì cũng có lúc nghịch, triều đại có lúc cực thịnh thì cũng có lúc suy tàn, và đời người có lúc uy danh lừng lẫy thì lại cũng có lúc ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Tất cả điều đã qua đều như sự vần xoay của tạo hóa, khó có thể đánh giá một quốc gia nào đó hay một nhân vật lịch sử nào đó sao cho được đạt lý, thấu tình. Vì vậy, trong hiểu biết hạn hẹp của người viết, chỉ xin kể đôi lời về một danh nhân người Việt, dẫu không thể cống hiến cho Tổ quốc ở nửa cuối cuộc đời, thì vẫn để lại tiếng thơm nơi xứ người.